mình là nấu ăn ngon và mình là một người đàn ông sống có logic. Em có thể chia sẻ chút xíu anh cái kiểu sống theo logic là sao? Là chúng ta sẽ có kế hoạch trước của ngày hôm nay hoặc ngày mai hoặc là trong vòng một tuần hoặc một tháng. Đó là anh sống theo logic á. Dạ. Còn em gái thấy sống theo logic tốt không? Mời em trai. Mời nhà gái. Chào cô gái. Thôi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan và xin chào tất cả anh chị khán giả trong trường quay. Dạ, chào nhà trai. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Danh Tráng, em sinh năm 1984. Hiện nay thì em đang công tác trong mảng đào tạo lái xe ô tô. Hiện nay thì em đang làm quản lý một cơ sở đào tạo lái xe ô tô tại khu vực Hà Nội. Em chuyên quản lý về thực hành đào tạo lái xe ô tô ạ. À, từ Hà Nội vào đây luôn em hả? Dạ vâng ạ. Wow. Thành phố Hồ Chí Minh chào đón người đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Thôi rồi, mời nhà gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hà Thị Bích Thủy ạ. Năm nay em 37 tuổi. Em lớn lên ở Phú Thọ ạ. Hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội ạ. À. Vâng, em sinh sống và làm việc Hà Nội. Là cũng bay từ Hà Nội vào để tham gia chương trình luôn. Vâng ạ. Hai người từ Hà Nội vào luôn. Wow. Rồi chúng ta nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái đi nè. Ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét ý, là em là một người dễ gần, vui tính, nghĩa là chân thành. Vâng ạ. Khuyết điểm của em thì có một chút xíu thôi là hơi nóng tính một chút. Đó, nhà gái chúng tôi sơ sơ như vậy đó ạ. Rồi mời nhà trai ưu điểm khuyết điểm của mình như thế nào? Ưu điểm của mình là nấu ăn ngon và mình là một người đàn ông sống có logic. Trong cuộc sống thì mình luôn luôn là người cởi mở, hòa đồng với mọi người và đặc biệt trong đối tác của mình và trong đồng nghiệp của mình nhận xét rằng là mình là một người luôn luôn rất đoàn đội, rất là tốt. Đó là ưu điểm. Nhưng anh chưa hiểu rõ một người đàn ông sống theo logic là sao nhỉ? Em có thể chia sẻ chút xíu anh cái vụ sống theo logic là sao? Logic nó giống như là trong cuộc sống của anh chị ạ. Nó giống như một cái hàng ngày chúng ta, buổi sáng chúng ta khi chúng ta ngủ dậy đúng không ạ? Chúng ta làm việc và chúng ta sẽ có kế hoạch trước. Vâng, là chúng ta sẽ có kế hoạch trước của ngày hôm nay hoặc ngày mai hoặc là trong vòng một tuần hoặc là một tháng. Tức là ý em là như vậy. Cái gì phải có kế hoạch trước, có đúng không? Kế hoạch trước và mục tiêu rõ ràng. Vâng, thì đó là, đối với em đó là logic. Rồi. Nhưng mà ví dụ như có những cái sự việc nó xảy ra nó không nằm trong cái dự tính và sắp xếp của mình thì nó có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn không? Tất nhiên là có. Nhưng mà nếu mà một người mà thực sự là có trải nghiệm tốt và sống theo logic chuẩn thì chắc chắn nó sẽ có phương án để giải quyết vấn đề đó. Rồi, đó là anh sống theo logic á. Dạ. Mà em gái thấy sống theo logic tốt không? Tốt anh ạ, hợp với em ạ. Hợp với em đúng không? Đó, quan trọng là hợp với nhau thôi. Rồi, mình đường tình duyên sao nè em gái? Em chia sẻ với chương trình là em hiện tại là em... Em sao? Qua một lần đò. Qua lần đò. Hiện tại thì em có hai bé ạ. Hai bé? Hai bé gái ạ. Rồi ở với nhau mấy năm mà mình chia tay em? Em ở với nhau được 9 năm ạ. Một con đò đi với nhau 9 năm. Vâng. Có hai thành viên, hai cô con gái rồi phải chia tay. Đó, bên nhà gái của chúng tôi thì là như vậy. Em chào anh ạ. Dạ, em chào chị ạ. Phụ nữ một lần đò đó anh. Anh thấy tội nghiệp không anh? Em thấy phù hợp với em cũng một lần đò. Đó, có sự đồng cảm. Thế thì anh có cháu nào không? Em có hai cháu, một cháu trai và một cháu gái. Nhà bên kia cũng hai cháu. Vâng. Đầu tiên xin được chia sẻ về tình cảm đối với bạn gái bên cạnh. Chúng ta thì trong cuộc sống thì cũng không ai biết trước được như thế nào cả. Nhưng mà cũng rất là mong muốn trong cuộc sống còn lại, cuộc đời còn lại tìm được cái mảnh ghép tốt cho mình. Dạ. Em mong muốn một người phụ nữ là đầu tiên là phải biết chăm lo gia đình, chăm lo con và bố mẽ của mình. Sau cái điều đó, này em khỏi phải lo. Dạ, bởi nhà gái tôi là lo cho hai đứa là biết chăm sóc rồi, thấy không? Mà hai đứa con gái nó còn chăm cực hơn nữa đó. Cho mình hỏi câu này nhé. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì mình tự thấy mình có lỗi gì trong đó không? Bản thân em thấy có lỗi. Ví dụ? Có thể là đầu tiên thì em nghĩ là mình công việc của mình dành ít thời gian cho gia đình quá. Và cái cuộc hôn nhân của em thì nó có một vấn đề là cái sự chênh lệch tuổi tác nó quá lớn.
về cái sự suy nghĩ nó không được chín chắn. Vậy thì ngay từ giây phút này chúng ta phải cố gắng làm sao thay đổi cái lỗi lầm đó của mình. Quan trọng là nhận ra anh ạ. Đúng rồi, quan trọng nhận ra. Sao em gái, nói để xem có giống người bên đây không? Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì em mong muốn có một người bạn trai, bạn đời của mình, là một người có như là có tấm lòng chân thành. Có tấm lòng chân thành. Vâng, yêu thương mình, yêu thương cả con mình nữa. Vâng, thứ hai nữa là biết quan tâm, chia sẻ. Thứ ba là phải sống có trách nhiệm và phải có sự nghiệp ổn định ạ. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Em không thích nhất là người đàn ông nóng tính, vũ phu, hút thuốc và rượu chè. Ừ, vậy thì chắc em đã trải qua người đàn ông đó rồi. Vâng. Không, bên đây thì không có điều đó đâu. Không có hay không thì không biết, nhưng mà thí dụ có vũ phu thì cũng phải lên lịch trước. Nên là an tâm, mình có lịch sẵn rồi, có gì mình né. Nói chung người đàn ông này thì không đến mức gì đâu. Chỉ có cái là thiếu quan tâm chăm sóc dành thời gian gia đình thôi. Mà anh ấy đã nhận ra rồi. Ha. Bao nhiêu cái ý đưa ra thì em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy là em với bạn nữ bên kia có khá là nhiều sự quan điểm cũng giống nhau. Bởi vì là chúng ta cũng đã qua một lần và đã biết được những cái thiếu sót của mình. Ừ. Và mình chắc chắn là em cũng đã từng đọc được nhiều cuốn sách ấy. Những người mà đã trải qua một lần rồi ấy, họ sẽ trân trọng cái lần thứ hai hơn. Và cái sự lựa chọn thứ hai sẽ là cái sự lựa chọn cuối cùng. Đúng. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta hỏi người thân đi. Ừ. Đúng. Anh trai đi với ai vậy? Dạ thưa chị, em hôm nay em vô Hà Nội, em vào đây một mình ạ. Dạ rồi, có ông Mai lo ha. Để tôi. Vâng. Ha. Dạ. Rồi, chắc được cô gái của chúng ta cũng vậy hả cô gái? Dạ, hôm nay em đi cùng với đồng nghiệp của em ạ. Có đồng nghiệp ở đây. Trời ơi, quý quá. Rồi, ai đại diện nhà gái mình? Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào khán giả ở trường quay. Em thì là đồng nghiệp của em Thủy. Và hôm nay em vào đây tham dự chương trình cùng với em Thủy. Chị thấy người đàn ông này như thế nào? Rồi, em cũng có một đôi lời muốn nói với em Thủy. Đấy là chị thấy thì bạn trai bên này thì chị thấy nhanh nhẹn, cởi mở. Công việc như thế đối với em là ok, mà chị thấy cũng đáp ứng được một số cái mong muốn của em. Thì lát nữa khi mà em và bạn ấy nói chuyện thì em sẽ tự cảm nhận và tự đưa ra quyết định cho mình. Nhưng mà chị vẫn mong muốn là hai em cho nhau cái cơ hội để đến được với nhau. Cảm ơn chị. Mở rào thôi. Mở rào. Các bạn sẽ tự trò chuyện với nhau, cảm nhận với nhau và đưa ra quyết định nha. Bạn có quan điểm gì về cuộc sống gia đình nếu mà chúng ta đến với nhau? Đầu tiên, vâng, em muốn là cuộc sống vợ chồng, gia đình là phải có hạnh phúc. Hai người là phải hiểu nhau, trân trọng nhau, tôn trọng nhau, biết quan tâm, chia sẻ, có vấn đề gì thì hai cùng ngồi ra ấy, nói chuyện với nhau. Để cho nhau biết đứa để trong lòng ấy, để đến lúc mà khi nó bùng ra rồi thì nó đã là quá muộn. Vâng. Rồi. Thật ra hai bạn còn cũng rất là trẻ đó. Thử mình bàn với nhau xem mình có thể có muốn có con nữa không? Nếu chúng ta về với nhau. Chắc chắn chứ anh? Thì bàn xem biết đâu người phụ nữ có đồng ý không nữa. Nếu như mà hai bên có tình yêu với nhau thì đương nhiên sẽ phải có gắn kết. Anh yêu con em và em cũng yêu con anh và chúng ta đều là một gia đình. Tuyệt vời. Khoảng bao lâu thì chúng ta có thể đến với nhau được? Anh thì anh hay tôn trọng ý kiến của người phụ nữ. Vâng ạ. Em thì cứ phải tìm hiểu trong vòng 1 năm. Ừ. Đấy, hiểu trong vòng 1 năm. Ừ. Vì chúng ta đến cái thời điểm này là chúng ta cũng không nên vội, đúng không anh? Đúng. Không nên vội. Thì khi lần thứ hai là chúng ta phải có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn để xem có những cái điểm nào phù hợp với nhau và không phù hợp với nhau. Nếu như mà có thể là hợp nhau thì chúng ta có thể tiến tới. Sớm hay muộn, 1 năm cũng được, còn nửa năm cũng được ạ. Vâng ạ. Bây giờ thế này, đến đây. Hai bạn nhìn thẳng mắt nhau, hai cái tay bên kia nữa. Đó. Bây giờ các bạn có 30 giây
nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận. Và em hãy nói những cảm nhận của em nãy giờ nói chuyện với cô gái như thế nào, nói từ đáy lòng của mình và ngược lại như thế nha. Anh cảm nhận em thế nào? Anh cảm nhận em là một người, đúng là một người phụ nữ gia đình và một người sống hướng nội và một người phụ nữ anh đang cần. Anh cảm ơn em nhiều. Còn em cũng cảm ơn anh vì đã đến với chương trình. Còn em thấy ảnh thế nào? Em thấy là một người đàn ông mà em hiện tại em đang cần tìm ạ. Bàn tay ướt rất là tình cảm. Ở mát anh ạ. Chúng ta hãy hát cho nhau nghe một đoạn nào đó để trao nhau những cảm xúc thử xem. Gặp nàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng. Trầu xanh cau trắng cháy hồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe. Xin mời anh cả anh hai ăn với em miếng trầu. Ăn một miếng trầu, ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy, cho nhau vừa lòng. Trầu này trầu tinh, trầu tinh, trầu này trầu tinh, trầu tinh, ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta. Miếng trầu là miếng trầu vàng. Đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại, con mắt liếc lại, hơn ba đứng gần. Em chồng con, anh cũng vợ con, ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về, em về thưa với mẹ cha. Xin hết ạ. Đây là một loại hình tôi rất là thích ha. Mời trầu đây một bài hát rất là quen thuộc với mọi người rồi. Em gái có hát tặng lấy một bài nào không? Bài hát nó, anh hát đã đầy đủ ý nghĩa rồi. Ý nghĩa rồi đúng không? Thôi bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm nha các bạn. Sau một thời gian các bạn nói chuyện với nhau qua cái hàng rào tình yêu đó, rồi được người thân chia sẻ nữa, rồi các bạn đã đến tận bên cạnh nhau gần nhất có thể, nhìn vào mắt nhau, hát cho nhau nghe. Vậy thì bây giờ trái tim của các bạn thế nào? Có rung động hay không? Tùy thuộc vào các bạn. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Ra thì hai anh chị đã quá chín chắn, đã quá có nhiều cái sự sâu sắc cũng như là kinh nghiệm rồi. Cho nên nãy giờ là suốt cả một buổi thì Ngọc Lan không có dám nói gì hết á. Ngọc Lan cũng không dám nhận xét, cũng không dám ý kiến. Để thời gian cho hai anh chị trực tiếp tự tìm hiểu với nhau thì nó sẽ rõ ràng hơn và dễ hơn. Đẹp đôi mà. Cặp là đẹp đôi đó. Kính thưa các bạn đã hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên nào. Đẹp lắm. Hy vọng rằng hình ảnh này nó sẽ đẹp mãi. Và các bạn sẽ chăm sóc những hình ảnh này để một lúc nào đó nó đủ tình cảm, đủ lớn, đủ thăng hoa, chúng ta sẽ về chung một nhà nha. Chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Một bộ sản phẩm trọn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC 35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết.
M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc mừng các bạn. Cặp đôi đầu tiên thì đã bấm nút rồi, không biết cặp đôi thứ hai sẽ như thế nào đây. Bây giờ xin được phép mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Có một điều em nhận ra rằng là tất cả những người phụ nữ mà em từng quen họ là những người tuyệt vời, và cái sự cao cả của họ khiến mình cảm thấy rất là nhỏ bé. Em thì trái ngược với bên nhà trai, đường tình duyên của em nó rộng như thênh thang luôn, mà nó không có ai hết trơn. Anh có một cái món quà, đây là cuốn sách Đàn ông sau hỏa, đàn bà sau kim. Tôi hy vọng rằng qua cuốn sách này em có thể hiểu được cái sự phức tạp của anh. Dạ rồi, anh cảm ơn. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Dạ bạn. Mời bạn ngồi nha. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan và xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Dạ. Mình tên Bùi Thanh Cao, nhưng mà hơi lùn. Năm nay mình 35 tuổi, hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Công việc của Cao là đang là giám đốc thương hiệu của hệ thống Phút 30 giây. Wow. Và cũng là nhà đầu tư bất động sản tại Sài Gòn. Rồi, chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Em chào chị Ngọc Lan, con chào chú Huyền Linh ạ. Chào đàn trai ở bên cạnh luôn ạ. Xin chào khán giả. Em tên là Châu Ngọc Quế, em sinh năm 1989. Hiện em đang là nhân viên văn phòng ở Tây Ninh. Rồi, Cao có ưu điểm, khuyết điểm gì Cao? Thì Cao là người sống có một cái lý tưởng sống rất là rõ ràng. Về công việc thì mình đang muốn tạo dựng ra một cái thương hiệu của người Việt về thức ăn nhanh mà nó xứng tầm với lại châu lục. Về cái cuộc sống, Cao rất là có triết lý của mình là muốn cho đi mọi thứ. Nên là những cái chương trình thiện nguyện hay là giúp đỡ những người hoàn cảnh yếu thế, là cái đó mình cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Thứ hai là về lối sống thì em là người rất kỷ luật với bản thân. Em đã nói là em không uống bia rượu nữa, là em sẽ không uống bia rượu nữa. Và mọi người rất ngạc nhiên là tại sao em làm điều đó. Thì em mới trả lời mọi người rằng là bia rượu nó không làm cho em cảm thấy vui nữa. Thì em bỏ. Và việc sinh hoạt giờ giấc trong cuộc sống em hàng ngày nó đều có trật tự của nó. Một điều khá quan trọng nữa là em là người luôn có kế hoạch dự phòng cho bản thân mình. Còn về cái nhược điểm của Cao á, thì là Cao có một cái nhược điểm. Đầu tiên là Cao hay nói móc người khác. Và một điều nữa là mình hơi khắt khe bản thân mình. Đâm ra làm cho cái người đối diện của mình họ sẽ cảm thấy là hơi khó chịu. Đó là những cái nhược điểm mà em thấy là mình đang tồn tại. Rồi, biết nhận ra thì cũng có thể sửa được. Rồi, bên đây nhà gái của chúng ta là ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp với người thân thường hay nói em là người rất là dễ chịu, dễ tính. Em thường thường là một cái chỗ để cho mọi người có thể tâm sự những chuyện về tình cảm, gia đình. Người chịu lắng nghe. Dạ, đó ha. Đúng rồi ạ. Dạ. Còn về khuyết điểm của em thì em rất là ngại người lạ. Khi mà gặp người lạ thì thường thường là em, cái mặt em nó cứ gì. Nên người ta thường hay nói là em rất là chảnh, nhưng dạ không có, thiệt là không có. Khi mà thân với em rồi thì em rất là dễ chịu, dễ tính. Và có một khuyết điểm là em hay quên. Quên những chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ hay quên lắm. Không, mấy chuyện lặt vặt mà có quên chút không sao, sau này có người nhắc. Sau chương trình này là có người nhắc liền, bên kia nhắc cho. Được rồi, dạ. Yên tâm. Rồi. Bây giờ đường tình duyên của Cao sao, nói cho nhà gái nghe coi. Bản thân em thì tâm niệm một điều rằng là những gì đã qua đi rồi thì hãy để nó gió nó cuốn đi, và cũng không nên nhắc lại quá nhiều. Có một điều em nhận ra rằng là tất cả những người phụ nữ mà em từng quen họ là những người tuyệt vời, và cái sự cao cả của họ khiến mình cảm thấy rất là nhỏ bé. Cái mà em nghĩ là mình cần phải cải thiện nó nhiều nhất nếu mà muốn tiếp tục mối quan hệ bền vững, đó là cái sự bao dung của mình. Và mình nên cho đi nhiều hơn là mình ích kỷ với bản thân mình. Nói vậy trước đây em ích kỷ lắm hả? Không phải, mình thì không có phải nói chuyện ích kỷ, mà mình đang nói là tại sao lại có những người họ có thể tuyệt vời đến như vậy mà họ chấp nhận là nhận lấy cái sự đau khổ, nhận lấy những cái không tốt lành để cho mình tốt lành. Đó là cái mình thắc mắc thôi. Nhưng em đã gặp được bao nhiêu phụ nữ như vậy rồi? Nhiều khi em không nhớ hết, nhiều quá không nhớ. Nhưng mà một vài người em nghĩ là cũng đâu đó 3-4 người là những người tuyệt vời đã từng bước qua cuộc đời em. Vậy sao em không giữ họ? Có một cái vấn đề của em là đôi khi nó là điểm mạnh mà nó sẽ thành điểm yếu, đó là cái sự quyết liệt quá mức cần thiết.
khiến ra cái mối quan hệ của mình nó căng thẳng. Em thường là khi mà người ta đã nói lời chia tay với em rồi thì em không bao giờ cho họ cơ hội để mà tiếp tục cái mối quan hệ đó nữa. Đó là cái rất là dở đối với em. Vậy rồi giờ tới một mối quan hệ mới thì em có cách nào để chỉnh sửa lại những cái khuyết điểm cũ không? Tại vì cách đây 8 năm thì thời điểm đó Cao còn trẻ, Cao tầm 25-26 thì cái sự chín chắn của bản thân mình nó chưa có đạt. Giờ đây khi mình đã 35 tuổi rồi, cái sự trải nghiệm của mình về cuộc sống nó nhiều hơn thì mình sẽ cảm thấy nó mình sẽ đỡ ích kỷ với bản thân mình. Ơi bây giờ hồi nãy giờ quá, nói chuyện mà lại hồi hộp. Nãy giờ mình nói để bên kia hiểu mà thôi nha. Nhà gái đường tình duyên mình nó có trắc trở mà gặp những người đàn ông tuyệt vời đó không? Dạ, em thì trái ngược với bên nhà trai . Đường tình duyên của em nó rộng như thênh thang luôn. Mà nó không có ai hết trơn. Vậy đó hả? Dạ. Không có mối tình dắt dai nào luôn hả? Dạ. Sao vậy? Đa số chỉ là những cái bạn bè đồng nghiệp có giới thiệu thì có nói chuyện và ăn uống hay cà phê gì được một hai lần rồi sau đó mất tiêu hết trơn. Hay là em gặp những người đàn ông khó hiểu? Và có một cái mối tình gần đây nhất là quen được khoảng tầm 2 tháng. Thì sau 2 tháng ra thì em phát hiện bạn trai đó là trap boy. Là gì? Trap boy hả? Dạ. Trap boy là gì? Chơi qua đường á, kiểu vậy hư hỏng á. Dạ. À. Hay đi gieo rắc tình cảm cho người khác rồi thôi đi á. À vậy đó hả? Dạ. Trap boy, học từ mới nha. Giờ tôi mới nghe từ đó luôn đó. Xui quá nha. Một cô gái xinh xắn dễ thương thế này. Rồi bây giờ mình đang đi tìm một người yêu lý tưởng thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì là một người biết quan tâm nè, chăm sóc cho gia đình, là một người đáng tin cậy, đặc biệt là phải có tâm lý. Em và anh ấy có nếu mà gặp có vấn đề nào đó thì tốt nhất là đừng nên im lặng mà mình phải nói cho nhau nghe. Em ghét nhất điều gì ở đàn ông? Dạ, ở bẩn. Ở bẩn hả? Dạ. Đàn ông có ai bẩn không ta? Chắc không có đến nỗi gì đâu. Chị đang gặp một người không mang những sạch mà rất là chỉnh chu về mọi thứ. Tại vì người ta làm gọi là thực phẩm mà. Dạ đúng rồi anh. Phải sạch sẽ chứ. Rồi giờ còn em sao? Mong muốn một người bạn gái như thế nào? Thật ra đối với người đàn ông mà có những hoài bão như em á thì thật sự là cần một người đồng lòng, hòa hợp với nhau về định hướng về cuộc sống và luôn trao đổi với nhau về những điều khó khăn của mình. Thế thì cái người mà muốn làm được như vậy á, đòi hỏi là cái sự lắng nghe nó rất là quan trọng để mà chia sẻ với những quan trọng mình nói người ta có nghe được hay không thôi. Chứ mình nếu nói khó nghe quá người ta cũng không có nghe đâu. Ví dụ vậy, mình hỏi thăm ý kiến người thân để cho hai bên nói chuyện với nhau cho nó dễ nghe hơn, dễ hiểu hơn đi. Nhà trai đi với ai nè? Hôm nay mình rất là vui vì đi với một cái người em xã hội, là một người đã làm việc với mình mười mấy năm rồi. Rất là hiểu mình. Rồi, chào em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và khán giả đang xem truyền hình. Em là Trung, anh Cao là sếp cũ của em. Sau đó mới là đồng nghiệp, làm mấy cái dự án sau này ở ngoài. Lúc mà em mới ra trường, năm 2012, thì anh Cao giống như mentor của em vậy đó. Một cái việc là mở một cái tiệm thức ăn nhanh, nhưng mà cái việc lau dọn ở đó thôi. Mình mới ra trường, mà nhà ngày xưa nó cũng không đến nỗi mà khó khăn, nên là những công việc đó mình không có lăn xả, mới tính chịu khó với công việc. Thì anh Cao là cái người đặt nền móng cho cái tính chịu khó của mình. Những cái mình sau này thực sự là mình vẫn nhớ điều đó. Hôm nay là mặc dù là bận nhưng mà anh Cao nói một tiếng là em chạy lên, chạy từ Bình Dương lên đây. Thì quay lại cái tính của anh Cao á, thì mình nói thêm cho bạn nữ biết là ba cái hồi nãy bạn nói. Đầu tiên là vì gia đình, thì cái này anh Cao đáp ứng được rất tốt. Cái thứ hai là cái tính thẳng thắn, thì cái này là càng 100% luôn. Còn cái thứ ba là cái quan tâm chia sẻ và cái khéo và cái tâm lý thì mình thấy cũng ổn. Rồi, cảm ơn em. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại anh chị đồng nghiệp. Anh chị đồng nghiệp, rồi. Dạ, em chào nhà gái. Gọi anh chị đồng nghiệp cái nào? Dạ, anh xin chào MC Quyền Linh. Rồi, chào dạ. Chị. MC Ngọc Lan. Dạ, chào khán giả trường quay và truyền hình. Thì em là chị đồng nghiệp của Quế. Thì em với Quế làm việc với nhau nay cũng tầm khoảng 7-8 năm rồi. Chị thấy anh bên đây với Quế thì cũng chín chắn. Nhưng mà để có thể tiến tới hơn nữa thì chút xíu có gì hai em có thể nói chuyện với nhau, rồi tìm hiểu nhau hơn. Thì có quyết định thì do em thôi. Thì em có thể cho mình cơ hội. Rồi, cảm ơn chị. Hả? Bây giờ quá trời chú đáo lịch sự luôn nè. Thôi ta giám đốc mà. Ừ, mở rào. Chị còn lại là của em đó Cao. Dạ.
Bây giờ em làm sao cho dễ hiểu, dễ nhớ. Sân khấu này là của Cao nha, bây giờ chị không can thiệp nữa. Dạ vâng. Đây. Anh có một cái món quà. Đây là cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Tôi hy vọng rằng qua cuốn sách này em có thể hiểu được cái sự phức tạp của anh. Dạ rồi, anh cảm ơn. Em có một món quà tặng anh Quỳnh Linh. Đây là bánh chống đồng. Em nghĩ rằng là tặng chị Ngọc Lan. Cảm ơn em. Cảm ơn về sự chu đáo của em nha. Ở đây em còn một hai phần bánh em xin gửi chị. Trời ơi, quá trời chu đáo rồi. Chị có thể cầm về nhà cho người thân. Rồi, cảm ơn em trai. Nhận quà của bạn gái kìa. Dạ, ôi, tuyệt vời. À, đây là một cái bức tranh. Mà để mà thấy được cái hình của bức tranh đó thì anh phải là người tự tay làm ra bức tranh này. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Hay mà tặng chân với tặng sách cho Cao là Cao mừng lắm. Cao yêu nghệ thuật. Anh không biết là em có hồi hộp hay không, nhưng mà anh thì có đôi chút nó run run. Dạ, em cũng nghĩ vậy là cái run đó là điều tốt, bởi vì mình có gì đấy, cảm xúc. Dạ. Anh chỉ có một vài điều muốn chia sẻ, em muốn hỏi em chút xíu thôi. Dạ. Là không biết là cái lý tưởng sống của em như thế nào. Lý tưởng sống của em là sống sao để cho hạnh phúc, vui vẻ, và cả mình và cả người thân mình đều vui vẻ, hạnh phúc là được. Ồ, đó là cũng là một điều tuyệt vời. Anh thì cái quan niệm về tình yêu của anh nó đơn giản lắm, hai điều thôi. Một đó là đỉnh cao của tình yêu là gì? Là làm cho người đối phương cảm thấy tự do. Mà để làm được chuyện đấy thì anh nghĩ rằng là phải hiểu nhau dữ lắm. Và cái thứ hai nữa là để đạt đến được cái mối quan hệ lâu dài thì không có gì khác ngoài cái câu chuyện là cho đi hết. Là bao dung, là cho đi. Thì chỉ có điều đấy thì chúng ta mới bớt đi được những cái tham sân si thì mới sống với nhau được. Dạ. Anh là quan điểm của anh rất rõ ràng về những vấn đề này. Bây giờ nói về hôn nhân đi. Quan điểm về hôn nhân nè. Rồi hai bạn cưới nhau xong là lập nghiệp ở đâu? À. Đó, đúng không? Ngày hay nè. Cô này ở Tây Ninh, còn bạn này lập nghiệp Sài Gòn nè. Rồi tính dự định sao? Cái điều chắc chắn là em sẽ ở Sài Gòn. Ừ. À, bởi vì là em đang ở với hai cha mẹ rất là lớn tuổi, đó là trách nhiệm ba mẹ ở với em, bởi vì là ba mẹ muốn dành con cái nên là em không thể đi đâu xa hết. Mặc dù đi công tác vài ngày em phải gọi anh qua ở với ba em, chứ không bao giờ em để ba mẹ em ở nhà một mình. Vậy là phải làm dâu. Rồi quan điểm cô gái thì sao? Dạ, nếu như mà tình yêu đủ lớn thì em nghĩ làm dâu nó không phải là chuyện quá quan trọng. Rồi không phải làm dâu đâu chị Ngọc Lan, mà em nghĩ là chị, bà này mà lấy em mà làm con của mẹ em. Cái chuyện đó tình yêu thương của người lớn bây giờ nó ấy rồi, nhưng mà cái chữ làm dâu là phải có rồi đó ha. Bây giờ mình nói một chút xíu nữa, tiền bạc thì chồng giữ hay là vợ giữ? Em nghĩ là hai vợ chồng nên có một cái quỹ riêng, còn những cái phần còn lại thì để hai người có thể tự do xài. Ừ, được không? Rất là hay đó chị, mà hiện tại xu hướng là như vậy, thì khi vợ chồng đều có một cái quỹ chung, rồi những cái quỹ riêng thì hai người tự xử. Ừ, đó là quan điểm của mọi người rõ rồi ha. Bây giờ thôi, mình sẽ đến một bước nữa. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Hãy nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Qua cuộc nói chuyện nãy giờ thì các bạn thấy người đối diện như thế nào trong lòng của mình? Anh thấy em sao? Tất nhiên là nếu em hỏi đấy thì anh sẽ nói là em rất là tuyệt vời. Trong mắt anh là phụ nữ lúc nào cũng tuyệt vời hết á. Em thấy anh là một người rất là khá là chín chắn và rất là đáng bên cạnh. Ồ, anh cảm ơn nhiều. Ai mà khen anh vậy anh buồn lắm. Và anh nghĩ rằng mình phải cải thiện nhiều hơn. Rất nhiều, vì anh rất còn nhiều những cái nhược điểm để mà giúp cho người khác hạnh phúc. Bởi vì tại sao mọi người hỏi anh là chưa lấy vợ? Thì anh nghĩ rằng cái câu đầu tiên sẽ phải trả lời với họ rằng là anh nghĩ rằng là mình chưa đủ tốt để lấy vợ. Nhưng mà từ giờ trở đi anh nghĩ rằng là mình tự tin là mình là một người chồng tốt như vậy. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, về vị trí đi các bạn. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ cho thật kỹ. Trước khi mà em đến cái đoạn bấm nút này, em có một cái lá thư muốn gửi cho bạn này. Lá thư này là anh viết trước khi mà chương trình có mời anh lên casting. Thì sau đó anh về thì anh có viết một cái lá thư. Nếu mà anh viết không hay thì mong em cố gắng nghe. Thân gửi cô gái đến từ tương lai. Vì vì khi anh viết lá thư này anh không biết em là ai cả. Có khoảng 8 tỷ người ngoài kia, nhưng mà nếu hôm nay mình gặp nhau thì phải chăng nó là định mệnh để cho chúng ta gặp nhau. Chắc cũng gần hơn 20 năm rồi, hôm nay anh có dịp viết lại một lá thư cho một người phụ nữ. Nhưng đặc biệt hơn là lá thư này ngồi viết trong lúc mà không biết người phụ nữ đó là người phụ nữ như thế nào. Câu từ của anh viết ra có thể thô kịch, nhưng chứa đựng trong đó một trái tim ấm áp của một người đàn ông gai góc. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết rằng: hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt, cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng.
Trong say sưa anh sẽ bảo em rằng gần thêm nữa thế vẫn còn xa lắm. Em hãy đến gần anh để em cảm nhận được con tim đang rung lên từng nhịp. Tình yêu là màu hồng thủ ban đầu, là màu nho lúc khăng khít, và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn trong một hành trình thi vị. Để rồi yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, chỉ có sự cho đi và lòng bao dung để chúng ta cùng nhau đón nhận những hỷ nộ ái ố của cuộc đời. Anh biết rằng mình chưa phải là người hoàn hảo, nhưng anh tin rằng mình là bờ vai vững chắc để em nương tựa. Anh cũng tin rằng em là hậu phương vững tuyệt vời để cùng anh xây dựng cái tổ ấm của tương lai. Nếu con tim ấm áp của em rung lên, hãy bấm vào chiếc nút định mệnh kia và mang lại cho nhau cơ hội gọi nhau là tri kỷ. Bởi vì anh đến đây có thể gặp được người tri kỷ. Anh xin mượn lời của bài hát Khoảnh Khắc của nhạc sĩ Trương Quý Hải để kết thúc những dòng thơ mộng mị này. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Tái bút, khi đọc bức thư này, anh nghĩ rằng cô gái đang ngồi trước mặt mình sẽ là chân ái của cuộc đời. Anh này đúng là một người có chiến lược. Anh đưa cái bài bức thư này trước cái thời điểm mà quyết định, thì làm sao mà cô gái có thể từ chối nhỉ? Người về đây với em, về bên về em, bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm. Để tao rút bấm các bạn, đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Chị Ngọc Lan đếm nha. 1, 2, 3. Chúc mừng các bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau thật chặt nha. Và chúc cho chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn. Các bạn sẽ sớm hiểu nhau và về chung một đội. Cảm ơn anh Quỳnh Linh rất nhiều. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn chị Ngọc Lan rất nhiều. Chúc mừng hai em. Đây là những món quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc cho giám đốc trẻ thành công rực rỡ nha. Dạ. Chúc cho mối tình chúng ta sẽ đâm hoa kết trái. Dạ. Cảm ơn các bạn. Ủa sao mà dụ được trong khi có bạn gái rồi mà sao mà bị dụ được hay vậy? Lúc đó là em chia tay bạn gái khoảng chừng 2-3 tuần. Xong rồi em về đám cưới gì á, thằng cháu của em nó dắt về. Rồi. Là tối hôm đó em xỉn, cái nó làm gì em cũng không biết. Ủa nếu vậy thôi mình tỉnh lại thì thôi, mình nói là mình đâu có biết cái gì đâu, mình tỉnh lại mình vẫn mình làm mình bình thường chứ sao tỉnh lại rồi mình mê trai luôn. Nó còn dư vấn á chị, nó còn dư vấn á chị. Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay, xin mời quý vị chờ trong giây lát. Rồi, ngồi vào ghế nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, chào em, hãy giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên Sang, hiện tại là em sống ở Gò Vấp. Em làm bên cơ khí ô tô. Hay dữ vậy, làm nghề này lâu chưa? Khoảng 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi, quê mình ở đâu? Dạ, em 30, em ở Kiên Giang. Quê Kiên Giang, mình lên đây lâu chưa? Dạ, cũng 5-6 năm. Mời em bên đây giới thiệu. Chào chị Cát Tường, em tên là Thông. Em sinh năm 1994, quê em ở Đà Lạt. Hiện tại và em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì không? Hiện tại em đang tự kinh doanh về đồng hồ. Dữ dằn ha, làm ông chủ nhỏ rồi ha.
À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em là em khá là vui vẻ, lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái điều tích cực hơn, rất là hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm, ngủ ngáy nè, hay càm ràm, hát dở, làm cái gì cũng dở hết. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều cái dở lắm phải không? Đúng rồi. Rồi nhưng mà giỏi, mình kinh doanh riêng đồ là mình giỏi rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống tình cảm lắm. Còn điểm yếu là hay bị nóng, nhưng mà chút xíu là em quên mất tiêu. Dạ. Rồi về tình trường thì sao? Em thì cũng ba mối tình. Mối tình lâu nhất của em là được 4 năm. Ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. 4 năm mà sao lại chia tay? Khoảng 2 năm đầu tiên thì em không biết là người ta đã có gia đình và có con trai. Là sao, là người đó là trai hay là gái? Là con trai. Là con trai, có vợ? Có con luôn. Có vợ có con luôn. Đúng rồi. Mà em quen mấy năm trời em không biết. Đúng rồi. Trời sao hay vậy? Người ta giấu hết, em không biết một cái gì hết. Thì quen nhau được khoảng 2 năm rồi thì lúc đó em mới biết là họ đã có gia đình. Rồi lúc đó thì cái tình cảm của em nó cũng vơi bớt dần đi. Tại vì em cảm thấy là người ta không có thực sự là dành trọn cho mình á. Thì sau này người ta cũng có vài lần người ta, cái nhu cầu của họ quá lớn, chuyện đó quá lớn. Nên em cảm thấy em không đáp ứng được và em chia tay. Với lại người ta cũng có gia đình rồi, mình vậy chi, đúng không? Dạ. Rồi lúc đó cái người có khi nào có bị bắt ghen, đánh ghen gì lần nào không? Dạ, cũng có. Cũng có hả? Dạ. Đâu, em kể lại cái sự cố nào, em kể lại một câu chuyện nào đặc biệt mà em nhớ cho chị nghe coi. Thì cũng có lần chị đó, chị cũng có gặp em, hỏi em là em với ảnh đang như thế nào. Nhưng mà em lúc đó em, đa số em đều là cảm thấy mình cũng có một phần có lỗi á. Nên là em thường là em hay trốn tránh. Em không có dám đối diện. Rồi chị đó có làm gì em không? Dạ. Rồi mà quen rồi cuối cùng sao mà dứt được vậy? Thì em bỏ về quê. Bỏ về quê. Rồi từ đó tới nay còn có mối tình nào khác nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà... Chỉ có mối đó là sâu nặng nhất. Đúng rồi. Rồi giờ quên hẳn chưa? Hiện tại người đó đối với em bây giờ, tới hiện tại bây giờ vẫn là anh em, vẫn là tri kỷ. Tuy là không còn yêu nhau nữa nhưng mà có những chuyện anh ấy, anh vẫn có thể chia sẻ với em và em cũng có thể chia sẻ lại. Nhưng mà giờ anh đó, anh về anh sống với vợ anh hay là anh vẫn có dạ quen không? Người khác? Anh với vợ anh ly dị rồi. Ồ, vậy á hả? Sao không quay lại với nhau? Em nghĩ là lúc này tình cảm đã hết rồi. Nó đã chuyển qua một cái hướng khác rồi, nó không phải là tình cảm của tình yêu nữa. Rồi còn em sao, tình trường mình như thế nào? Dạ em chỉ quen vài 3 tháng là không hợp, là tụi em tự chia tay. Lý do tại sao mà không hợp, không hợp chỗ nào mà mình quen nhau ngắn quá vậy? Hình như cái số em không vậy chị. Nhưng mà cái lý do gì mà dẫn đến chia tay, thông thường là những lý do gì? Không hợp chị, hoặc là có cái chuyện đó nhiều quá. Trời, hai người này giống nhau quá vậy. Dạ. Vậy là không có mối tình nào mà động lại cho em nhiều kỷ niệm rồi, chưa có. Dạ. Từ nhỏ đến lớn có quen bạn gái nào không? Dạ có, lúc khoảng 19 tuổi. Cũng có làm ăn gì được không? Cũng có chị. Cũng có. Rồi sao tự nhiên dạ. Đang quen bạn gái ngon lành mà làm cái nghề của em là cái nghề đàn ông nữa, rồi sao không lấy vợ đi trời? Là do các bạn làm chung với cháu của em. Lúc đó là như đám cưới của dì của em với quê dắt về. Nên như em bị bẻ vậy. Có nghĩa là vậy là mình bị dụ. Chứ hồi còn mình từ nhỏ lớn lên là mình vẫn là thanh niên. Dạ, trai dạ. Tráng bình thường. Dạ. Chứ chắc có lẽ một phần cũng do em tiếp xúc quá chị. Giờ có khi nào em nghĩ là một ngày nào đó em sẽ quay lại, em thích phụ nữ, em lấy vợ sinh con không? Dạ chắc không. Lý do? Em đã từng yêu phụ nữ được mà. Nhưng mà em không có cảm xúc nữa. Tại vì em cũng đâu có ra ngoài đường, hoặc là ấy, em cũng không có nhìn. Mà con trai thì nhìn? Dạ. Rồi ba mẹ có khi mà phát hiện có phản ứng như thế nào với em? Ba em chưa biết. Lần nào em về ba không hối cưới vợ. Ừ, chứ nhìn em người ta không có biết được đâu. Tại nhìn em rất là đàn ông men chứ. Dạ. Không có cái nét gì mà gọi là đúng không? Dạ. Rồi em kể là chi tiết cái lần em bị dụ coi, sao mà dụ được trong khi có bạn gái rồi mà sao mà bị dụ được hay vậy? Lúc đó là em chia tay bạn gái. Khoảng chừng 2-3 tuần. Cái quê của em là ở một cái huyện. Còn em lên trên thị xã là em quen bạn gái đó. Rồi. Xong rồi em về đám cưới gì á. Là em về dưới, thằng cháu của em nó dắt về. Rồi. Là tối hôm đó em xỉn. Cái nó làm gì em cũng không biết. Có nghĩa là em coi như là bị xỉn cho nên là mới là bị người ta phá trinh tiết mà không hay biết phải không? Đúng không? Dạ.
Ủa nếu vậy thôi mình tỉnh lại thì thôi, mình đó là mình đâu có biết cái gì đâu, mình tỉnh lại thì mình vẫn là mình bình thường chứ sao tỉnh lại rồi mình mê trai luôn. Nó còn dư vấn đó chị, nó còn dư vấn đó chị. Trời đất ơi. Cái qua sinh nhật tới sinh nhật cháu em nó cũng đòi về. Nó đòi em cho nó về. Cái đó là em cũng kêu nó về. Xong rồi cũng ngồi lâu một thời gian cái em học cái em đi lên trên đây là ngày nào nó cũng qua kiếm em. Là cái thằng đó dụ em đó, rồi dạ. Sao chia tay với đó? Thật ra là em không có quen. Mà mục đích của nó quen em là chỉ là cái chuyện tình dục thôi chị. Thôi khó quá, tôi không hiểu nổi đâu. Có khi nào em ở đó giờ có bạn gái chưa cưng? Hồi lúc đi học em cũng có bạn gái. Có bạn gái? Đúng rồi. Rồi sao tự nhiên đang có bạn gái rồi chuyển qua thích con trai? Lúc đó quen bạn gái em nghĩ cái lúc đó là chỉ là tình cảm học trò thôi. Mình chỉ cảm thấy mình mến bạn đó, rồi mình thích đi với bạn đó thôi. Chứ nó không phải gọi là yêu. Vậy rồi tự nhiên đang có bạn gái đó, ai là người khám phá ra em để em biết em là thích con trai? Cái tính cách của em từ hồi nhỏ thì em nghĩ là nó đã nhẹ nhàng hẳn rồi. Nó không có xu hướng theo những bạn nam hẳn. Lúc mà chơi game audition á, thì lúc đó là em có nói chuyện với những bạn nam ở trên đó. Thì mình cảm thấy mình thích nói chuyện với những bạn đó hơn. Người đầu tiên khám phá là người mối tình 4 năm đó. À là cái mối tình 4 năm đó ha. Vậy mà cuối cùng cũng chia tay, thiệt là buồn ghê. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai có thể sống với nhau được lâu dài, là em muốn tìm một người như thế nào? Em cần một người chín chắn, có trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau. Em không thích những người nói dối. Về ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Còn em muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người bạn dễ thương tí, biết quan tâm em tí, và em cũng quan tâm ngược lại. Cuộc sống của em ổn định không? Cũng là ổn định rồi chị. Có nuôi ai không? Ba mẹ gia đình có nuôi ai không? Cũng vài tháng lâu lâu em có gửi về cho ba chứ. Tại vì mẹ em cũng mất sớm lúc em 8 tuổi. Rồi. Dạ. Thế bây giờ trước khi mà mở cửa trái tim ra, chị muốn cho hai em cảm nhận nhau trước khi nhìn thấy mặt nhau. Bây giờ hai bạn đặt tay lên đây nè, để mình nắm tay nhau một cái coi có cái truyền được cái miếng điện nào qua. Không có nhìn nha, không khoan nhìn mặt, cho cầm tay nhau trước. Đặt tay vào đây đi ạ. Tay bên đây gồ ghề nam nhi quá ha. Tay bên này mềm mại phụ nữ quá ha. Rồi nói cảm nhận với nhau luôn đi, trước khi mình nhìn thấy nhau. Có cảm giác ấm ấm. Ấm ấm? Dạ. Thế em có cảm xúc gì không? Thấy nó lạnh quá. Em giờ mới lạnh là nó vậy. Vậy hả? Dạ. Có rồi. Khi nó đổ mồ hôi tay. Rồi được rồi. Rồi đã tới. Bây giờ em hình dung bạn trai bên này. Em bên này là người như thế nào? Em nghĩ là mặt tròn tròn. Mặt tròn tròn. Cao hay thấp? Trắng hay đen? Có lẽ là trắng. Rồi được rồi, không để hai bạn đoán lâu nữa. Hãy nhìn thẳng vào trái tim, Tường sẽ mở cửa ra cho hai bạn gặp nhau nha. Chào em. Chào. Rồi, bây giờ cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy em ấy như thế nào? Có đúng như ý em suy nghĩ, em tưởng tượng không? Giống được cái mẫu người lý tưởng em bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ bạn là mặt trắng trắng tròn tròn. Bạn cũng 70-80 chị. Thế còn em? Em nghĩ là nhìn bạn cảm thấy khá là dễ tin tưởng. Dễ tin tưởng. Đó cũng chỉ mới là những cái cảm xúc thôi. Nhưng mà quan trọng là con tim mình nó có rung động, có hồi hộp, có được tí gì chưa? Có. Em thì có, dạ. Hôm nay có gì chưa? Chút chút. Mới chút chút. Bây giờ để có nhiều hơn thì chúng ta phải trao đổi, trò chuyện với nhau một chút xíu. Ủa cái này sao đây? Trời ơi, gã lăn lên. Anh tặng. Cảm ơn anh. Em còn có một món quà tặng cho em. Quà gì dạ? Quà gì gói kỹ quá dạ? Tiết lộ cho Tường nghe được không? Dạ, là cái ví. Là cái ví. Mục đích gì? Chủ kinh ý nghĩa gì? Thì em nghĩ là chiếc ví nó tượng trưng cho về tiền tài. Em muốn chúc anh nhận được chiếc ví này thì sẽ thành công hơn. Rồi. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau nha. Rồi ít phút thì Tường sẽ quay lại mời cho đồ ăn của nhà hàng lên ạ. Tường mời hai bạn thưởng thức món hải sản đúc lò. Món ăn này mang phong cách châu Âu, là một sự hòa quyện giữa các loại hải sản tươi ngon như là tôm nè, mực nè, cua nè, được chế biến một cách rất là tinh tế, tỉ mỉ. Và đặc biệt, em nhìn đi, trang trí rất là đẹp mắt đúng không? Rồi, vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Ít phút thì Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, em cảm ơn.
Em muốn hỏi anh là anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Về tình yêu em cần cái là chung thủy, không nói dối là được. Nhưng mà em nghe anh nói là anh chỉ quen tầm 3-4 tháng thôi mà. Không, cái đó là không hợp. Tại vì chỉ trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chưa có quen. Còn em? Thì em nghĩ là em cần một người có suy nghĩ một chút. Em không thích quen những người như hiện tại. Có nghĩa là họ chỉ nghĩ đến hiện tại thôi, họ không nghĩ đến tương lai. Và em cần một cái tương lai đó. Anh cũng vậy. Chắc chắn hơn. Em thấy anh sao? Nói chung là đối với em thì em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ thôi. Nó vẫn quan trọng về tính cách hơn. Thì nếu mình quen nhau thì có thể tìm hiểu tính cách từ từ. Anh đã come out chưa? Anh chưa. Chưa hả? Thì hiện tại em cũng chưa có come out. Nhưng mà em nghĩ là ba mẹ dù sao ba mẹ cũng sẽ biết thôi. Đúng rồi. Vậy thì khi mà phát sóng chương trình này thì nếu gia đình anh biết thì sao? Anh đã lại ra tới đây và anh lên chương trình này là anh muốn cho mọi người biết. Thực ra trong công ty anh cũng không ai biết anh đâu. Dạ. Chứ lẽ nếu mà công ty có coi là sẽ biết. Sao giờ trao đổi thêm chút xíu, thật ra chị Tường cũng tò mò. Chị Tường cũng thật sự. Rồi bây giờ trong theo như trong giới của tụi em nghĩ cái điều gì là quan trọng nhất để mà giữ vững được một cái mối quan hệ? Em nghĩ là một người phải có niềm tin vững chắc lắm thì mới có khả năng, mới có thể trao cho người ta cái niềm tin được. Giờ mình không có một cái gì ràng buộc nhau trơn làm sao? Mình nên xây dựng từ những lời nói thật nhất. Đừng nói nên nói dối nhau. Em nghĩ sao vừa rồi, theo chị Tường biết là trong cộng đồng LGBT có rất là nhiều cặp tổ chức đám cưới. Dạ. Và có những cái đám cưới tập thể cho cộng đồng LGBT nữa, thì em suy nghĩ gì về điều đó? Em nghĩ kết hôn á thì chắc cũng không có hàn gắn được lâu đâu chị. Sao vậy? Tự nhiên kết hôn xong hàn gắn được lâu là sao? Ý em là sao? Không cần phải kết hôn thì mình cũng có thể ở bên nhau lâu dài mà chị. Em nghĩ sao? Ông nghĩ sao? Em nghĩ em có mong muốn có một cái kết hôn, có một cái đám cưới không? Em nghĩ em cũng muốn, nhưng mà nó không phải là bây giờ thôi. Thì có nghĩa là ai cũng khao khát. Nếu đúng thật rồi. Sự một lúc mà mình tìm được cái người mà mình yêu thương thật sự, mình muốn bên người ta lâu dài, thì mình cũng mong muốn một cái đám cưới chứ, đúng không? Đúng rồi. Tại vì chị muốn hiểu thêm về tâm lý của như tụi em có những như khác gì một người phụ nữ hay không, kiểu vậy đó. Rồi ngoài ra mình còn khao khát điều gì khác nữa không trong tình yêu? Em nghĩ là ai cũng muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà em nghĩ để hạnh phúc thì nó rất là khó. Như vậy thì bên đây ba em là vẫn không biết cái chuyện của mình. Thế còn bên em thì gia đình em có biết về cái mình có come out với gia đình chưa? Em cũng chưa. Rồi em định có come out hay không? Em sẽ come out, nhưng mà em nghĩ là cũng vì nhờ cái chương trình này thì em nghĩ là nhiều người họ hàng của em sẽ biết. Và lúc đó cũng sẽ nói với mẹ em thôi. Nhưng mà em nghĩ là trước giờ mẹ em có biết trước chưa? Em nghĩ là mẹ nào đã sinh con ra thì hầu như đều hiểu cái tính cách của đứa con đó. Và em nghĩ là mẹ cũng biết. Còn bố? Còn ba em thì mất rồi. Mà em thì chị cũng nghĩ, tại vì em nói em nhẹ nhàng từ nhỏ đúng không? Đúng. Thì chị nghĩ mẹ em cũng biết. Nhưng mà em nhìn rõ ràng em có suy nghĩ giống chị không? Cái anh này anh rất là gồ ghề, rất là men, rất là nam. Thế em có gì làm sao mà gia đình em biết được? Thế dạ, em nghĩ không? Đúng, em nghĩ chừng nào em mới come out với gia đình? Em nghĩ chắc có bạn thật sự đến với em thật lòng và lâu dài thì chứ sao giờ em cũng dắt về giới thiệu với ba. Em nghĩ là tại vì ba còn hai người anh trai nữa, có gia đình hết rồi. Dạ, em cũng không mấy gì lo lắng. Rồi, ví dụ em có bao giờ em nghĩ cái hậu vận của mình sau này khi về già thì như thế nào không? Tại vì một phần em là cháu đích tôn nữa. Trời đất ơi. Của ba đời dòng họ Trần Đình là. Trời đất ơi. Rồi nhưng giờ mà sao? Khi mà ba em mất á, thì cái trách nhiệm đó nó nhẹ hơn một chút. Nhưng mà em nghĩ là vì ba mất phải trách nhiệm nè. Ba mất thì trách nhiệm em phải nặng nề chứ sao. Dạ không, tại vì không giống ai như ví dụ như không có ai để mà mình còn rồi, hiểu rồi. Ép mình vô cái thế là đúng rồi. Đích tôn đó phải đúng không? Rồi, nói rồi. Giỏi tông đường đó phải đúng không? Rồi. Thì như hiện tại thì chỉ còn mỗi anh mẹ với lại một đứa em gái thôi. Thì bây giờ thời gian của chương trình thì không có nhiều. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người ít phút. Chúng ta thể hiện một chút xíu nữa cái gọi là sở thích của mình đi, hoặc là góp vui cho chương trình trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi mời em trai hát múa kể chuyện làm gì đó làm. Dạ em hát bài Về đâu mái tóc người thương. Về đâu mái tóc người thương. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem,
Lầu kín trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi. Trời, làm gì mà rung dữ vậy, ai làm gì đâu mà cái giọng rung 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 ghê vậy. Trời, em không rung, em hát hay chị. Tại... à, không dùng không, giọng hay mà tại rung quá thôi. Dạ. Rồi mời em, hát bài gì đây cưng? Em không biết hát nhưng mà em sẽ hát tặng cho anh nghe bài Cháu Lên Bà. Trời ơi. Rồi mời em. Cháu lên bà, cháu đi mau giao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ, không khóc nhẹ để mẹ trông cây trái. Tôi vào nhà máy, ông bà vui cái cày. La 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 la. Hồi hết hồn, uống hồn luôn vậy đó. À, được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Thì Tường đã dành cho hai bạn cũng khá nhiều thời gian để mình trò chuyện với nhau ha, mình trao đổi quan điểm để mình hiểu nhau nhiều hơn. Nếu mình cảm thấy đối phương có thể phù hợp với mình để đồng hành cùng mình trong cuộc sống thì chúng ta bấm nút sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Còn nếu mà mình không đồng ý, mình cảm thấy là không phù hợp thì chúng ta không bấm. Cái này là quyền của các em. Chương trình chỉ là một cái cầu nối kết nối để tụi em đến đây gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, bấm cũng đều quá ha. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy tim đập nhanh. Tim đập nhanh. Gửi tặng bạn ấy một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày gặp nhau. Rồi. À đây, Tường gửi tặng cho hai bạn ha những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây coi phim nhiều phim hay lắm. Yeah. Sẵn tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Nắm chặt tay nhau đi, đừng có buông ra nè. Rồi, ngày hôm nay Tường cũng đã mai mối thành công cho một cặp đôi trong cộng đồng LGBT nữa. Và mọi người ơi, nếu như chúng ta đang còn tìm kiếm một nửa của mình á, đang loay hoay chưa biết tìm kiếm như thế nào, rồi hãy tin, nếu mà tin tưởng các Tường thì hãy đăng ký vào chương trình Hẹn Ăn Trưa để gặp bà Mai này nha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, và ngay bây giờ thì các Tường xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai bạn trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, tiến lên, chào trời, lấy đi cưng, ai ghế nào về ghế nấy. Đó, để lên đó đi. Rồi. Rồi, ngồi xuống và nhìn về phía máy quay cho đẹp trai lên nào. Và bây giờ mời quý vị hãy chào đón hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow, xin được lên. Bên cầm cho anh, cầm cho. Wow, để đây nha. Hai cô gái là xinh xắn. Bây giờ chị Tường chào bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Hứa Anh Đạt, em chào hai bạn gái với toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em hãy giới thiệu. Em tên là Lê Văn Mão, sinh năm 92 chị. Hiện tại em đang làm sale bất động sản, sinh ra lớn lên ở Long An. Ừ. Hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Gia đình ở thành phố luôn hay là còn ở Long An? Dạ, hiện tại thì nhà em thì đất vẫn còn ở Long An, nhưng mà kiểu như anh chị em với cha mẹ em thì lên đây đi làm hết rồi. Rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mão? Điểm mạnh của em thì vui vẻ, thật thà. Còn điểm yếu em thì em ít có bắt chuyện với người lạ. Phải quen quen thì em còn nói chuyện. Ủa, mà... đi sell ba bất động sản. Dạ, rồi cái đó gặp khách hàng thì mình chào với khách hàng thì nó khác chị. Bạn bè đi chơi mà có người lạ thì em chỉ nói chuyện với người quen. Đâu giờ hiện tại có cái nào ngon ngon sell chị thử một cái nghe thử coi nè. Hiện tại bên em đang có cái dự án Serial View do anh Cường làm chủ tư á. Hiện tại ở Bình Dương mà giá thì cũng chỉ có 29,5 triệu mét vuông. Chị Tường thấy cơ hội đầu tư rất là tốt luôn chị. Rất là tốt luôn hả? Dạ. Đầu tư bao lâu thấy có lợi nhuận? Dạ, mình đầu tư trong vòng 2 năm là lợi nhuận khoảng được 20-30% cái số tiền mình bỏ ra chị. Đang cho giữ chỗ thiện chí. Cho mượn ít tiền đặt nguồn lô coi. 29 triệu mét vuông. Ừ, cho mượn ít coi. Em hả? Ừ, cho bên nó mượn ổn, vợ giữ hết tiền thôi. Chị nên tự lực đi, chị lớn rồi, còn mượn nhờ vả em làm gì? Ờ vậy hả? Không, làm mai mối đi, kiếm cách xê mua ha. Kiếm ổn. Rồi lúc rảnh rỗi thì em làm gì?
em đi uống cà phê với bạn hoặc là ở nhà em chơi game. Chơi game. Rồi thời gian đâu, bây giờ có bạn gái thì thời gian dành cho bạn gái là dạ. Giờ nào? Dạ thí dụ mà bây giờ mình có bạn gái thì mình bỏ chơi game đi chị. À đúng không? Chơi mình game chơi không với bạn gái. Không lo ăn uống là ốm mò gầy mòn à. Đó. Có tập thể dục thể thao gì không? Dạ em cũng mới bắt đầu đi tập gym chị. À vậy hả? Vậy cũng được, ngon lành. Ờ tướng có cơ với bộ. Ừ. Đó là anh Mão. Nhưng mà anh tôi mùi. Tướng rồi rồi. Ngầu. Bây giờ em giới thiệu đi, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Em chào anh Đạt, chào chị Tường và chào tất cả quý vị khán giả ngồi ở đây. Thì em tên là Thu Hiền. Năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại một cái công ty về tiêu dùng nhanh ở thành phố Thủ Đức. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ở quận mấy? Em ở quận 1. Hiền ngày hôm nay tới với ai? Hôm nay em đến với dì em, bị dì em rất là hâm mộ chị Cát Tường với lại anh Đạt á. Wow. Chương trình. Rồi cảm ơn dì. Điểm mạnh điểm yếu em? Em là một người rất là hòa đồng, còn điểm yếu thì em hay quên. Sở thích em là gì? Em sẽ dành thời gian để đi chơi với bạn, trò chuyện hay là dẫn hay là đi uống cà phê gì đó, trao đổi. Yeah. Bây giờ đến em nha, em ngồi cái màu đỏ nha. Em trai tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Bằng Đạt và chào tất cả quý khán giả trường quay hôm nay. Em tên là Trần Trung Hiếu và em vừa tròn 30 tuổi cách đây 10 ngày, đến từ Vĩnh Long. À Vĩnh Long ở đâu, huyện nào? Huyện Mang Thít. Chúc mừng sinh nhật muộn nha. Hiện tại thì công việc của em là nhân viên thú y của trang trại bò sữa Tây Ninh. Làm việc ở Tây Ninh luôn? Vâng. Đâu đầu mà tuốt tới Vĩnh Long mà lên tới Tây Ninh làm việc như vậy? Dạ hồi xưa thì cũng đam mê thú y, vậy tại nước nông nghiệp mà Việt Nam là nước nông nghiệp. Đúng. Thì vừa ra trường xong thì cô đang thấy một cái bài tuyển của Vinamilk tuyển dụng như vậy. Đăng ký phỏng vấn. Làm việc đó lâu chưa? Dạ em làm việc khoảng năm 2018. Chính của mình là làm việc gì? Để điều trị, thăm khám và chăm sóc cho bò sữa vậy. Là suốt ngày chơi với bò không? Tại đôi lúc cũng hết giờ làm việc ra ngoài còn bạn với mấy anh em kỹ thuật chung nữa vậy. À rồi có câu chuyện gì đặc biệt với mấy con bò không, kể chị Tường nghe với coi. Dù dạ thì làm với bò thì đôi lúc cũng có nhiều câu chuyện tai nạn nghề nghiệp vậy. Ủa sao có tai nạn gì nữa? Bò nó hút vào bò đá. Bò nó hút vào bò đá. Ghê vậy đó hả? Dạ bắt mua này. Nhiều con bò nó hung quá vậy, nhập từ Úc, từ Mỹ về nó chưa được thuần chủng á. Nó hút mình bị gì? Còn bị hút. Thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? À nó thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? Nhưng mà nó có hút to rồi. Nhưng mà nó hút chúng mình không? Có một lần hút chúng ủi văng ra ngoài rồi. Ghê vậy. Và đá một lần vào đùi. Trời ơi, tai nạn nghề nghiệp mà. Mình chạy với con bò ai chạy lẹ hơn? Em chạy ra khỏi cái chuồng đó thôi. Con bò nó được nhốt trong cái khuôn viên chuồng mà. À. Ủa nó không tông cửa chạy ra hả? Dạ cửa khóa lại rồi. Rồi sao cửa, em ra được? Sắc. Em bay rào, cái cửa khắc rào là cao khoảng trên tầm này nè thì em đứng trên em nhảy qua luôn. À. Cái chiều cao không có nữa. À. Đúng rồi, ngày nào cũng có tai nạn nghề nghiệp với em quý vị. Không thì cũng ít lắm, tại vào đây là khoảng 4 năm thì em bị ủi một lần và bị đá một lần. À, 4 năm mà có 2 lần. Dạ. Ha, 2 lần thì đủ chứ muốn chạy cũng chết luôn chị nữa. 2 năm sau thêm lần nữa, 2 năm một lần. Chuyên viên ha. Nhân viên là chuyên viên rồi cũng đang mới học lên. Không, cảm giác mà bị bò đá với lại bồ đá thì cái nào đau hơn? Hầu như là cái nào cũng đau chứ, tùy theo khung bậc cảm xúc khác nhau anh. Hầu như là cái nào cũng đau chứ, cái nào tùy theo khung bậc cảm xúc khác nhau anh. Mấy con bò Úc của em ở bên đó là bây giờ là nó giao phối tự nhiên hay là phải có sự giúp sức của con người? Có sự giúp sức của con người. Em có từng giúp chưa? Dạ có làm phần đó luôn anh. Em là được gọi cái từ nôm na là mang lại hạnh phúc của cô bò đó. Oh. Em có biết cách mang lại hạnh phúc cho những cô nàng không? À, có, lúc đó là có được gieo tinh nhân tạo vậy. Cô nàng chứ phải cô bò. À. Cô nàng chứ phải cô bò. À, cô nàng hả? Ừ. Nó cũng biết được chút đỉnh chị. Gieo tinh nhân tạo hay là gieo tinh bình thường? Trực tiếp rồi chị. Trực tiếp rồi chị. Thằng bé này được, thằng bé này lanh. Đồng ý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói hết về điểm mạnh của em thì hòa đồng, làm việc với anh em tương tác đội nhóm tốt. Ừ. Xong rồi biết thể thao, bóng đá và bóng chuyền thì cũng giỏi được chút đỉnh. Thì thú y bọn em thì hồi xưa đi học thường mổ xẻ và thường lấy mấy cái tiêu bản á. Tiêu bản như dạng dê nè, bò nè. Tiêu bản là cái gì? Động vật sống á vậy. Là để nhậu, có thể là cái điểm yếu của em chắc hơi nhậu nhiều xíu. Tiêu bản là bộ đồng hay là gì? Tiêu bản là nguyên một con bò sống, ví dụ một con bò sống, một con heo sống thì đang phẫu thuật giải phẫu để tìm hiểu bệnh xong đó. À là mình tìm hiểu bệnh rồi mình lý nó. À, rồi sau đó mình nhậu nó luôn. Quất luôn. Có thể làm thú y. Tìm hiểu nó xong rồi quất nó luôn. Vậy mới đúng. Dạ.
Trời ơi. Dễ thương quá chừng, nói chuyện có duyên quá. Rồi cô gái người ghế màu đỏ của tôi nè, giới thiệu về mình đi cưng. À, dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường. Em tên là Kim Tuyến, hiện em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em làm kỹ thuật viên spa. Ngoài ra em còn kinh doanh mỹ phẩm online. Quê quán em là không? À, quê em ở Bình Thuận ạ. Hiện giờ thì em ở đây với ai? Dạ hiện tại là em ở ngay spa luôn. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh em thì chắc học hỏi nhanh, còn điểm yếu của em thì chắc là hay nhậu xong rồi hay nói nhiều. Cũng có tay nhậu đây nữa hết à. Chà, bạn nhậu nhiều dữ hả? Đô em bao nhiêu lon? Thật ra là đô em rất là thấp nhưng mà em hay rủ người ta nhậu lắm anh. Sao vậy? Tại vì em thấy vui. Kìa, mà em, thôi, bạn nhậu qua nữa. Em nhậu em có phá mồi không? Dạ có chị. Bữa nào thiếu mồi em gọi anh thú y bên này nha. Em mới nguyên con lại luôn. Dạ. Nhậu phải ăn chứ không ăn là dễ say lắm. Dạ đúng rồi, đúng em rồi. Chủ yếu ăn hơn nhậu chị. Điểm mạnh còn điểm yếu nè. Điểm yếu của em là chắc là hơi nóng tính một xíu. Kiểu như ai làm không ý đúng ý mình thì sẽ tỏ thái độ luôn. Em không thích ai thì em sẽ tỏ thái độ ra luôn. Nhưng mà chị nói nhỏ cho hai bạn nghe nha, sau khi nghe chàng thú y này chia sẻ, chị mới chốt là một điều là dù mình có thích hay không thích gì, mình cũng đừng để người ta nghiên cứu hết được mình nha. Nghiên cứu hết được mình là người ta xẻ thịt luôn đó. Nhớ chưa? Rồi, vậy được rồi chứ đừng để trong màu đỏ kia không biết nhiều quá là hồi không vô xẻ thịt ta luôn á. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đến với tình trường đi để tìm hiểu thêm kỹ một chút xíu coi mấy bạn này có cái kinh nghiệm gì chưa. Quay lại với Mão nha, tình trường của mình như thế nào, trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình lâu dài thì nó không có nhiều chị ơi, 2-3 mối tình vậy đó mà kết thúc rất là nhanh. 9 tháng đi chơi chung rồi bạn bè giới thiệu. Rồi sau đó quen ai nữa? Sau thời gian các em đi làm trong công ty thì có bạn đó tỏ tình với em. Quen được khoảng 3 tháng cái tự nhiên bạn đó đòi chia tay em. Vậy là chơi xong vòng. Bạn đó chơi em qua đường thôi à? Lúc tỏ tình bạn đó nói sao? Em cũng không nhớ rõ chị. Rồi lúc đó buồn mấy tháng nữa? Em buồn tới giờ luôn. Trời, trời đất ơi, quen có 3 tháng buồn tới giờ luôn. Kéo. Tình yêu mong manh vụn vỡ quá ha. Gì chẳng đến chẳng đi vậy sao? Dạ. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là người như thế nào? Em thì cũng không có yêu cầu nhiều, như là một người mà biết chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng. Phải nói ra mới hiểu chứ mà kêu nhìn mặt mà đón tính cách, đón tâm trạng là em đó không được. Đàn ông mấy vụ này dở quá ha. Nhưng bị sợ con đó ha. Anh phải hiểu em chứ. Thì anh phải mổ xẻ ra, anh tìm hiểu anh mới hiểu được chứ. Mưa nắng thất thường á là em chịu không nổi đâu. Không thích vui vui, thích buồn buồn, cái đó em thua luôn. Đang nhắn tin rồi cái nói là anh sao anh không hiểu em, mà trong khi đó thì nhắn tin không nói ra. Anh hỏi nhiều khi em hỏi là bây giờ em có vấn đề gì nói anh nghe đi, mà không nói mà kêu phải hiểu mà em đâu có hiểu được. Thôi đừng kêu người ta nói, nhiều khi người ta mượn tiền đó, hỏi thằng hiểu đi. Có điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nguyên liên thiên nhiều quá. Người ta không nói thì nói không nói sao hiểu, người ta nói nhiều thì nói là ta nói liên thiên. Kiểu như là chuyện đúng chuyện của mình thì mình nói, còn mà cái chuyện gì cũng đem ra nói hết rồi, cái đó em không thích. Thì gọi là nhiều chuyện. Đó là thông tin của chàng trai ngồi ghế màu xanh. Còn em thì sao? Dạ em thì em trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì cũng không có sâu sắc lắm, 3 tháng thôi. Tại vì hồi nhỏ em, lúc đó em còn trẻ, em trẻ con. Mối tình đầu á hả? Dạ. Lúc còn học phổ thông hay là gì? Khoảng hơn 18-19 tuổi á. Mối tình thứ hai thì mới là lâu. Bao nhiêu lâu? 2 năm, cả hai cảm thấy không có thích hợp nữa nên là quyết định chia tay. Thật ra thì trong khoảng thời gian tìm hiểu như vậy thì anh lúc nào cũng là người phụ thuộc vào mẹ của mình á, chưa có sự trưởng không thành. Có tự lập đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cách đây khoảng 5 năm hơn. Cần một người đàn ông mẫu hình tượng đàn ông như thế nào? Trưởng thành và có kinh nghiệm cuộc sống, lo lắng quan tâm cho em và có thể dạy dỗ em được. Tại vì khi em sinh ra là từ nhỏ em đã không có tình cảm với người cha rồi. Em rất ủa khoan xí nha, cái này là mình bạn trai chứ không phải là đi tìm cha nha. Không phải, tại vì đó là một cái người mà có thể hướng dẫn em trong cuộc sống em. Đó là cái quan niệm em cần một người trưởng thành. Bây giờ là hình dáng nè, cái mẫu là cao bao nhiêu? Hình dáng, tóc, tai. Bạn trai sắp tới thì cũng cao khoảng 1m7 trở lên. Dễ thương, ưa nhìn vô thì mình cảm thấy là có cảm tình, dễ kết bạn, dễ làm quen. Rồi, đó là những câu chuyện của cô gái ngồi ghế màu xanh. Tình trường nhiêu rồi? Khi học sinh viên cho đến 30 tuổi hôm nay thì có 3 mối tình.
Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, em lúc đó vào cũng thử việc, đang trong quá trình học hỏi, thử việc để rèn luyện thử thách á. Cái thời gian nghỉ của em không có, thăm bạn gái cũng không có nữa. Dần dần cái cũng 3-4 tháng sau đó bạn gái lại trách em là không còn quan tâm cho bạn gái nữa. Em hiểu giúp anh, cũng mới ra trường phải đi lập nghiệp, phải đi học hỏi, tại vì đang người ta đang đào tạo em, mình đâu muốn ngủ ngang được. Từ đường Tây Ninh mình cũng về quê, ít nhất phải về từ 4-5 ngày mới có thời gian được đi xe ở quê nữa. Và thời gian đó thì không được nghỉ, mới vào không được nghỉ gì như thế. Em cứ lủi thủi làm như thế. Cuối cùng thì bạn gái quyết định là không còn quan tâm nữa, thôi chia tay. Có lần nữa ngày lập gia đình em có về. À, đám cưới rồi, có mời em. Về luôn cái vậy. Thì về chứ, đúng rồi. Về chứ phải nhìn với người mình từng thương, hạnh phúc rồi mình đúng không? Rồi. Về xong rồi mình đi. Cao thượng quá ha. Bữa đó xỉn không à? Dạ xỉn, anh uống với chú rể xỉn luôn. Uống chú rể luôn. Uống luôn. Trời ơi. Mà chú rể tốt không? Đó, tốt. Chú rể tốt đúng không? An tâm đúng không? Mỗi thứ hai thì các bạn nó khoảng năm 2019. Cô bạn là sinh viên bên thực tập, để cho chính tay em đào tạo hướng dẫn luôn. Ồ. Dạ. Này, thì lúc đó thì bạn vào, bạn nó nhỏ hơn em khoảng 4 tuổi hoặc 5 tuổi. Chính em là người chấm điểm với bạn bài thảo luận, bài báo cáo tốt nghiệp của bạn á. Rồi em đi theo em học hỏi và cũng có nhắn tin qua lại, sau đó mới con điện thoại rồi mới quen nhau. Nó khoảng 1 tháng em ít nói chuyện lại với nhau. Các bạn hỏi bạn là nữ kia thì sao ít nói lại, do công việc, do bị áp lực công việc, về quá mệt nhưng mà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nên là em cũng thấy lo rồi. Thì có cái việc gì ít là bình thường, nó vẫn con nhau suốt, mà hết giờ là về con thôi. Chừng 3-4 tháng sau nữa bạn dừng lại. Tôi từ đây nên xin nghỉ 2 ngày. Em chạy qua tới Đồng Nai, xuống Lộc thì bạn ấy là em quen với anh kỹ thuật cái trong trại. Rồi, xong luôn. Sao mà cách lòng nữa. Đúng rồi, mà kế bên mà lúc đó là học như thầy vậy thì thích thầy đúng rồi, 6 tháng nhưng mà giờ về làm kia nó lâu dài hơn chứ giờ thầy ở xa quá. Có cuối cùng cũng vừa chưa dài cuối năm này đó. Anh chung ngành thú y của em giới thiệu. Cũng là chung ngành thú y. Và bạn ấy đang làm Bình Phước. Cả hai thống nhất với nhau và chính em phải đi về tới quê một xin hai bác quen tìm hiểu. Xin hai bác của bạn nữ đó. Về là đứng đang ngồi ăn cơm khoanh tay xin hai bác là con với em quen nhau, bác tạo điều kiện cho con với em tìm hiểu. Tuy nhiên đùng hết người qua Tết xong các bạn rồi chia tay. Và chia tay với lý do là cũng không hợp nhau, em nói chuyện không nói gì cả. Bạn nữ có thể là em không tốt điểm nào đấy. Nhưng mà lần đó thì bạn nữ đó có gặp lại người yêu cũ. Em không dám khẳng định là có quen lại người yêu cũ hay không. Nhưng mà người yêu cũ có tác động nhắn tin với bạn ấy. Con người sinh ra không có vẻ là gọi là hợp. Có thể cố gắng vì nhau để thay đổi phương quán cho nhau thôi. Đúng. Nhưng mà em vẫn quyết định là chia tay. Tại vì bạn ấy nói là cái mối tình của bạn ấy quen phải 10 năm rồi. Là bạn trai trước 10 năm mà vẫn bỏ, huống chi em có 1 năm bỏ luôn. Rồi không biết 10 năm rồi, cái sau đó hai bạn nói vô tình gặp lại cái rồi ôm lại kỷ niệm xong rồi 10 năm không gặp. Em đi ra rìa luôn. Tưởng tình đã cũ. Xong cái lúc đó em cũng tâm sự thật là em bị stress tâm lý luôn ấy. Em làm về em mất ngủ. Tại sao? Em không biết, em suy nghĩ cái em nằm xuống là em không ngủ được. Sáng thức 2-3 giờ cái đi làm đâu nổi đâu, mờ như bay vậy đó. Qua tháng sau cho về phải nghỉ phép, về nhà thăm nhà, ở nhà với mẹ, đi thăm anh chị em, bạn học cũ rồi vậy thôi. Nó vui như vậy. Đã như vậy đó hả? Dành thời gian lâu quá, mình đã đâu trại có gì. 3 mối tình nhưng mà tôi rút ra là thấy bạn này rất là đàng hoàng, nghiêm túc. Mối tình nào cũng có xin phép, cũng phải chia tay, cũng phải tìm hiểu tại sao, đến tận nơi nhậu chú rể rồi đối chuyện với kia đàng hoàng. Nói chung là em là cái người muốn mà biết đâu đó nó phải rõ ràng. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là tìm người như thế nào nè? Trưởng thành chút xíu thôi, đừng có mè nheo nhiều quá. Ví dụ như mè nheo nhiều, anh ơi mở mắt ra, anh ơi em muốn nói thẳng ngay lúc này thì em cũng đành chịu rồi. Có công việc gì cần thiết, anh sẵn sàng, em sẵn sàng ốp trên kia nghỉ xuống 2-3 ngày. Nhưng mà không lẽ ngày nào cũng ngồi ra công viên ngồi hoài sao, thay vì để em đi làm đi 1 tháng 1 tuần á, xong ốp 5-3 ngày đi Bình Thuận đi du lịch hay gì, chứ còn ngồi công viên trà chanh mấy cái kia thì. Nhưng mà bây giờ phụ nữ khổ một cái là người ta thích cái người bạn ông bên cạnh, rồi tối đi ăn đi uống đi chơi đồ này kia, vậy là em làm không được. Cũng có thể sắp xếp được, nhưng mà ví dụ 1 tháng em đừng một nghỉ tới 4 ngày là ví dụ 1 tháng em ốp 4 ngày em xuống cùng bạn gái. Ở trại thứ 7 chủ nhật có được nghỉ không hay là xuống? Dạ, hiện luôn. Tại là em làm 1 tuần được nghỉ 1 ngày. Nhưng không nhất thiết là ngày chủ nhật. Có nghĩa là ngày nào muốn trong đó nghỉ là nghỉ. Không nói trước. Sẽ cố gắng làm thêm một thời gian nữa rồi về ở chung, tìm mua cái gì nhà thuê nhà ở hoặc là
mướn hoặc là tích góp lâu dài thì mình mua mình đất xây cái nhà nhỏ nhỏ hơn. Ưu tiên thì em ưu tiên cho người yêu em, cho bằng người yêu em chọn. Hay, anh này rất rõ ràng tương lai ổn định. Chàng trai đó là thẳng tính. Đâu, em nói chuyện nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng. Cuộc tình của em cho anh nghe coi. Em chưa có mối tình chính thức nào hết. Chứ là những mối tình là mối tình gì? Kiểu như đang tìm hiểu với nhau thôi. Cảm thấy không hợp nên em không quen. Có một cuộc tình mà gọi là mập mờ á anh. Nhân gian dưới dưới mập mờ hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao nè? Thì từ cái lúc đó là em cảm thấy là mất tin tưởng vào bạn nam em. Nên em sẽ dè chừng hơn trong mọi mối quan hệ. Em sẽ tìm những cái người mà em cảm thấy chắc chắn và tương lai nó sẽ lâu dài hơn thì em sẽ quen. Còn những người mà em cảm thấy không chắc chắn thì em sẽ không quen. Mới tiến tới còn cái anh kia thì mập mờ là cái mối quan hệ mập mờ nó bao nhiêu lâu? Cũng tầm 1 đến 2 tháng lên. Rất là ngắn. Nhưng mà vô tình em là người thứ ba. Nên em bây giờ em rất là sợ. Em sao biết được em là người thứ ba? Em thấy trên Facebook của anh. Nó người ta bạn của cái bạn đó tát tên bạn đó vô thì em mới biết. Em thích mẫu người đàn ông nào nè? Cao, có ngoại hình xíu, dễ nhìn á, có công việc ổn định. Thích mẫu người đàn ông chung thủy không? Dạ đương nhiên là thích rồi anh. Rạch rồi không? Chứ bên bển là tôi thấy có ông anh rất là chung thủy đó. Ảnh mới đi làm lại, anh mới ổn định lại thần kinh thôi đó. Ảnh là ổn lắm. Ủa mà vậy nè, anh thấy cái bánh kem nó để chữ gì? Chữ gì vậy? Em đọc giùm anh coi. Dạ, cái này là cái kỷ niệm ngày hôm nay á anh. À, có kỷ niệm ngày hôm nay. Anh hy vọng bánh kem này chắc chắn sẽ có chủ ha. Nào giờ em chưa đón sinh nhật với người bạn nam nên em muốn như vậy. À, hồi dạ. Đó giờ là chỉ cô đơn một mình hoài. Dạ, tự một rồi. Mình mua bánh đón kem về tự thổi đèn cày. Không, có bạn em nhưng mà không phải là bạn trai. Dạ. Bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Hồi đầu dạ. Mình đã thấy có người lớn ngồi phía dưới rồi. Dạ, chào cô. Dạ, cho hỏi là hôm nay cô đi theo là ủng hộ cho bạn nào vậy? Cô đi theo là ủng hộ cho bé Hiền. À, cô là dì của bé Hiền. À, rồi hồi nãy giờ dì theo xem chương trình thì dì có suy nghĩ như thế nào? Dì cảm nhận như thế nào về hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay ạ? Dì thấy ai sẽ hợp với lại Thu Hiền hơn? Thế hai chàng trai này thì ổn định công việc, công ăn, việc làm. Thì chắc Hiền thấy em thích hợp hả? Dì thấy không ai thích hợp á. Không có gì nói thiệt luôn á. Dì thấy không thích hợp đâu. Mà dì biết cái ý của Thu Hiền muốn như thế nào không? Dì thấy là Thu Hiền thích mấy người to cao, lực lưỡng. Còn hai bạn này thì thấy nhỏ bé quá. À, dạ 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 đó. Thấy không, dì phải nói vậy trên đây mới hiểu chứ tự nhiên gì nó không hợp. Mày đâu biết không hợp cái nào. Rồi, cảm ơn dì ạ. À, còn em gái. Xin chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào hai em ở trên. Chị là chị cũng như là chủ của Kim Tuyến. Tại do là nhà Kim Tuyến thì ở Bình Thuận cho nên là trong đây thì không có người thân nên cái gì nó cũng hay chia sẻ với chị, tại do là nó ở chỗ của chị luôn. Mình hiểu về tính cách của nó. Thứ hai là mình biết là cái hoàn cảnh nó cũng khó để tìm được bạn trai cho nên đi hôm nay mình rất là ủng hộ. Chị nghĩ là cái bạn mà ngồi ghế đỏ như chương trình sắp xếp á Kim Tuyến, thì chị thấy thật sự là bạn đó từ cái bước ra cho tới cách bạn đó ngồi, cách bạn đó trả lời, cách bạn đó nói chuyện và kể cả công việc thì chị nghĩ là chị cảm thấy rất là phù hợp với em. Nếu chị là người thân và chị có quyền quyết định thì chị sẽ ủng hộ cái mối quan hệ này. Và kể cả cái giờ giấc nghỉ cũng vậy. Tại bên chị một tuần chị cho nghỉ đúng con ngày đó. Mà nếu như cái ngày đó nếu mà hai em có thể sắp xếp được với nhau thì ngày đó hai em tự chọn ngày nghỉ được, không nhất thiết là phải chủ nhật. Thì cái đó là cái phù hợp. Hay quá. Rất nãy giờ chị lo lắm á, tại vì chị lo cho em ở xa chị lo, hiểu không? Em cũng lo cho lo, em mà bây giờ có người đi theo, người nhà người thân đi theo mà nói vậy nó đỡ được 50% rồi đó. Thủ nha, em cũng lo lắm á. Và bây giờ đây chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Thể hiện luôn chứ còn gì nữa. Nào mình có kỷ niệm gì đúng không? Tranh thủ chứ. Lần đầu anh gặp có hoa, nó có hoa này. Dạ. Cao mà này, nó cao quá trời nha. Trời bé kia bây giờ con có xích xác vô. Xác vô, xác vô. Không nấu chứ. Cao quá trời luôn, ngon lành không? Được không chị? Được không? Dạ được, có nghĩa là từ lúc bước ra là mình đã thấy là hai đứa nó phù hợp rồi. Đó, tặng. Wow. Em có cái ngồi dưới đây em có suy nghĩ chút xíu, nó hơi có ý kiến xíu ha. À, trùng hợp là ngày hôm nay bé Tuyến bên em nó lại suy nghĩ là nó muốn mua bánh kem và cái mong đợi là sẽ có
ăn bánh kem sinh nhật cùng với một người bạn trai. Tại vì bé nó chưa có bạn trai. Ừ. Rồi bạn này á, thì sinh nhật mới qua có 10 ngày. À. Hôm nay thì bạn này là ôm một bó hoa rất là đẹp. Bé Tuyến thì có một cái bông, có nghĩa là có sự trùng hợp và nó có cái gì đó một chút duyên. Chị hy vọng rằng hai đứa sẽ có một cái sinh nhật muộn nếu như mà hai đứa chọn nhau nha. Wow. Ra thì em sẽ tặng cho mỗi người một cuốn sách. Dạ thì đây là câu chuyện hôn nhân. Bạn sắp tới có thể nếu mà tiến tới hôn nhân với một ai đó thì có thể đọc cuốn truyện này để có thể tìm hiểu thêm. Đây cuốn sách hy vọng thì em nói vui thôi, ví dụ như hôm nào đó mà mình tháng không có KPI đó thì mình có thể có hy vọng để tháng sau mình bán hàng KPI tốt hơn. Ủa mà sao lại, tại sao lại tặng anh này là câu chuyện của hôn nhân mà tại sao anh tặng anh này lại tặng hy vọng? Bạn này với bạn nhau đã, hai bạn này rất là hợp nhau nên là em nghĩ là cuốn sách này cũng sẽ giúp cho hai bạn là đứng với nhau. Wow, hôm nay còn là những người sâu sắc không à. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ cảm nhận của hai chàng trai như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Thì em thấy bạn thì cũng khá xinh, không biết nói gì hơn. Trời đất ơi, cái gì mà ngồi khép nép khúm núm vậy? Chân xeo gì kỳ á. Hơi nhát gái tí anh. Rồi, còn Trung Hiếu thì sao nè? Bóp hồ tay. Bóp hồ tay luôn rồi. Bóp hồ tay rồi. Gặp hai bạn nữ, tim đập nhanh nữa. Cố lên, cố lên. Để quên hay là thuốc chứng gì vậy? Thuốc gì? Thuốc cho anh hút trợ tim. Trời ơi. Ngày thuốc nhà có thuốc mà anh quên đem. Trời ơi. Bây giờ bạn nữ cứ lên nha. Giờ anh đào. Rồi sao? Nói chuyện đi chứ chào hoài vậy. Cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi thấy hai bạn nữ? Em mà dân Thú Y thì hồi thì muốn giác dưới rồi. Giác người ta Ninh luôn rồi. Muốn giác dưới rồi. Giác người ta Ninh luôn rồi. Thì nói với cổ đi chứ nói với chị giác chứ. Giác gì? Trời ơi. Tại quen ta nói giỡn vui chút xíu cho nó giải tỏa chứ nè. Rồi bây giờ vui bây giờ hát nè, nghiêm túc nè. Nè bây giờ thẳng bây giờ phải làm cái gì đó, biết hát không? Cũng được chút xíu à. Rồi cũng gửi đến chương trình hoài hát một vài câu thôi nha chị Hương. Các thường hát hồi hát hộp á, hồi hộp á. Có gì đâu hồi hộp, hát đi nè. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Ổn chưa, trong người đỡ đỡ hơn chưa? Vẫn còn luôn. Mặc dù em hát được giọng em quá xuất sắc rồi, nhưng mà cái ý nghĩa bài hát nó xuất sắc hơn. Chị tiếp cho em miếng năng lượng qua bển, xin phép bạn gái được tìm hiểu nắm tay, rồi xin phép được nắm tay rồi đón hóp anh đó Tiến nha. Cảm ơn Tiến, đứng ở trước rồi vậy xin phép chị chưa mà nắm vậy. Xin phép nãy chị chấm cho 80% rồi em được quyền. À em vẫn sẽ hát lại bài hát đó, qua tôi đừng có quan trọng là cái lời bài hát nó có hay không, nhưng quan trọng tâm người hát nha. Dạ. Nhìn cổ đàng hoàng, nắm tay nhìn cổ đàng hoàng thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em thoát ngày bình yên. Hay quá trời. Ổn không? Ổn chưa? Ủa rồi cảm nhận của em sao cưng? Em thấy bạn cũng dễ thương. Nói chuyện kiểu như là hài hước. Em thích những người mà nói chuyện cởi mở hài hước. Tại vì em cũng hơi nhạt đó chị. Bánh kem sao kìa, kỷ niệm ngày hôm nay gì kìa đó. Hôm nay em có bánh kem tặng cho anh. Thôi cảm ơn. Kỷ niệm ngày hôm nay là chúng ta được gặp mặt. Nếu mà có duyên thì em muốn sinh nhật năm sau thì có thể đón cùng với người yêu. Và nếu Tuyến cho anh cơ hội thì tất nhiên anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm được những điều đó. Cảm nhận của em như thế nào? Em thấy bạn cũng ít nói và cũng dễ thương, ngoại hình ok ạ. Dạ, chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như dì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm, chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em lắm.
Nhưng quan trọng là ít nói quá, không có thể hiện được. Người lớn tuổi nữa. Không phải, phải là lớn tuổi nữa, mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Anh ghế màu xanh, anh ngồi im với anh ghế màu xanh. Thể hiện tài năng ca hát gì hay là sao nè? Cho nó thoải mái đi nè. Em thì cũng không có cái tài năng gì nữa. Trời, hát thì em hát dở mà em cũng hay quên. Tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi làm sao lấy vợ? Cái thiếu của em là cái sự toát ra, mình làm cái sự tự tin. Đó là thật sự chị muốn chia sẻ với em, vì em còn trẻ lắm, tương lai còn rất là dài. Chắc chắn mình sẽ thành công trong công việc cũng vậy, trong tình yêu cũng vậy. Ngay cái trong công việc em cũng phải tự tin thì em mới sell bán được hàng chứ. Tự tin lên ha, nhớ nha. Hồi nãy giờ nói vòng vòng đây, bây giờ em hãy nói trực tiếp qua cái hướng bên kia. Thì bây giờ làm sao để mình giữ lửa trong tình yêu? Cái thời gian đi ra ngoài của em cũng ít nữa. Và Tuyến cũng như chị trao đổi là cũng ít. Và quan niệm sống hiện tại ở độ tuổi 30 này thì anh chỉ cần là có cũng vài thứ thôi. Có một công việc ổn định, có một người yêu thương. Để yêu thương sau nói chuyện, quan tâm, chia sẻ sau những ngày là sau hết giờ làm việc mệt mỏi. Và có một nơi để trở về, hiện tại thì nhà thì anh chưa có. Lập gia đình thì cái vốn lập gia đình thì hầu như là ra trường, lúc nào đi làm là em cũng bắt đầu tích góp đâu rồi. Thì đến thời điểm này cũng nó đủ thì không biết là đủ hay là thiếu, nhưng mà tự tin của em mà chắc có thể là đủ. Nói với bên kia tăng thuyết phục cậu, bây giờ hỏi ý của em có thể chia sẻ cho anh biết suy nghĩ của em không? Đây là những cái trao đổi mà anh nói với Tiến, thấy Tiến có những cái gì cần trao đổi lại với anh hay không? Nếu mà sau này đến được với nhau á, anh có thể sắp xếp công việc và vào Bình Thuận được không? Thì bắt buộc cái người phụ nữ là phải đi theo anh. Anh nghĩ sao về việc đó? Vấn đề về đi xa thì về là nam mà anh phải ưu tiên. Nếu mà đến được với nhau thì nếu ưu tiên cho người yêu của anh. Và đặc biệt nếu mà xa hơn nữa là vợ của anh thì được quyền ưu tiên. Đấy, sẽ đi theo để lập nghiệp. Để nếu mà về đó mà di chuyển về là thật sự quan điểm của em, nếu mà về cùng với người yêu, cùng với vợ lập nghiệp ngoài kia, nếu đã cưới rồi thì tạm thời xin phép cha mẹ vợ cho ở tạm thời một thời gian cái phụ cái tiền trợ với cha mẹ vợ. Và cả hai sẽ làm kiếm cái phần riêng nào đó xây riêng đó. Và ngược lại quan điểm của em, nếu về em thì em cũng không cho em vợ người yêu hay là vợ em làm dâu, cực lắm. Đám dỗ đám quải là dâu cực nên em không thích. Bạn này rõ ràng quá, kế hoạch sắp xếp rõ ràng quá. Em thương vợ lắm, mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Có món quà anh tặng riêng cho bạn áo xanh. Đây món quà này cũng là bánh nhưng mà nó khác hơn tí. Bánh đặc biệt hơn tí, người ta cho mình chút niềm tin và hy vọng đó, đúng không? Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ thì mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm nè. Ở chiếc ghế của mình có những cái nút bấm, các bạn thấy không ạ? Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy đặt tay nút bấm, hướng mặt về trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Và bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em thương vợ lắm, mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như dì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm, chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em. Nhưng quan trọng là ít nói quá không có thể hiện được. Người lớn tuổi nữa. Không phải, phải là lớn tuổi nữa mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Và bấm. Hết thời gian à. Một khoảng lặng nữa. Vì sao em quyết định không bấm? Thứ nhất là em thì có cái cảm giác mà em thích ai thì sẽ gặp được ánh mắt đầu tiên thì em sẽ thích. Còn như anh bên ghế đỏ thì em cảm thấy là mình không có cái rung động nhiều. Dạ đúng rồi. Còn em? Em nghĩ là bạn rất là dễ thương, mà cái cách bạn nhìn em cũng rất là dễ thương. Em nghĩ là em muốn gặp bạn sau chương trình này để mình có thể làm bạn và kết nối với nhau. Chứ không phải chọn đúng không? Tại sao em bấm? Bạn cũng giống như cái mẫu người mà em cũng thích. Nếu như hồi nãy em nói những cái điều đó có thể là
bạn đã bấm nút rồi, là mình tìm hiểu sau chứ không cần thiết là sẽ không bấm như thế này. Đây thì hồi hộp quá cái em quên hết. Khi nào mình thích mình phải quyết đoán hơn, mình phải rõ ràng, mình phải nói rõ hơn. Đó, hãy bắt chước anh này nè, nói quá trời đó. Cuối cùng người ta cũng không bấm. Cảm xúc của em sao? Nhưng mà cũng buồn xí vậy. Nhưng mà không sao hết. Tại vì thật sự ngày hôm nay á, khi mà chương trình này phát lên á, chị chắc chắn với em là ai cũng cảm nhận được là em rất là chân thành. Chị thấy em rất là rõ ràng, rạch rồi, có định hướng tương lai thế này. Mọi thứ là một cái người đàn ông chuẩn để có thể lấy làm chồng. Tuy nhiên tình yêu nó đôi lúc nó còn là cảm xúc nữa. Chị tin rằng một người như em chắc chắn là sẽ có được một cái người bạn gái cũng như là một cái người vợ như ý muốn của mình. Bây giờ thì thay mặt cho chương trình, chị Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn đó là một phần quà, là một sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng đây, cho các em nha. Đối với những cặp đôi mà thất bại thì đừng lo nhé, vì chương trình cũng dành cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân cũng sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.